Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, nền nhiệt ở miền Bắc vẫn thấp, vùng núi và Trung Du chỉ từ 8 đến 11 độ. Còn với các tỉnh vùng đồng bằng cũng như là thủ đô Hà Nội, mức nhiệt sẽ dao động từ 12 đến 14 độ. Sang ngày mai, miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, không nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, lên ngưỡng từ 15 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì rét hại chỉ còn xảy ra ở vùng núi cao, nhưng rét đậm thì vẫn xuất hiện trên diện rộng. Với miền Trung, không khí lạnh tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông ở hầu khắp khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định. Trong đó, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi là vùng mưa lớn hơn cả, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm. Vì thế, nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, nhất là trượt lở đất ở các khu vực này vẫn duy trì. Ngày mai, nhiều nơi ở miền Trung vẫn rét, trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày mai chỉ từ 17 đến 20 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao hơn ở mức 21 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên trong đêm nay thì trời rét, mức nhiệt từ 14 đến 17 độ. Còn ở Nam Bộ trời lạnh, ngưỡng nhiệt 19 đến 22 độ. Trong ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì được trạng thái tạnh giáo, ít nắng ở Tây Nguyên và nắng yếu ở Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên duy trì từ 24 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ cũng ở ngưỡng 28 đến 31 độ. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh, suốt một dọc vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây, huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Ngoài gió mạnh ở vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.